hòa chung không khí với các bộ đàm Mỹ Thái lỏn, nay Hàn Quốc cho ra mắt một quả phim siêu phẩm điêu đứng người xem. Còn chờ đợi chi mà không vào luôn chủ đề chính nào các thánh của tôi ơi. Chuyện kể về một anh chàng sinh sống ở một miền quê, nhưng lại có niềm đam mê với việc chụp chẹt. Cứ có cái gì lọt vào ống kính là, chú em cho ra hàng ngàn tấm ảnh ngay trong vòng một nốt nhạc. Đang ngồi viết thư tình phiêu theo cảm xúc thì bỗng nhiên một cuộc gọi khiến gu dê, giận tím người. Cũng may có thằng em thích nịnh bợ, buông răm ba lời thêm vài cái bóp vai nữa là gu dê nguôi giận. Khoác lên mình chiếc áo nửa loét đạo diễn Jun Gu tới gặp giám đốc. Sau khi nghe qua kịch bản phim Hai Người Lớn, anh Jun Gu không biết giấu mặt vào đâu vì ngại ngùng. Cũng chỉ vì rơi vào ngõ cụt trên con đường sự nghiệp mà từ một đạo diễn, chú em Jun Gu lại phải đóng phim con heo với mức lương chưa bằng An Xin Dubai. Bị mấy cô em trong công ty nói xấu sau lưng, Jun Gu đứng ngồi không yên. Trong cái rủi có cái xui, Jun Gu gọi điện tới cho cô em gái Dong Eun cầu cứu. Khác hoàn toàn với Ha, Gu Jae lại là một tiểu thuyết gia có tầm, thong dong bán nếp nhăn trong não mà sống. Kẻ hầu người hạ, không phải lo nghĩ tối nay ăn gì cho mệt người. Dùng chút quan hệ cuối cùng Jun Gu gọi điện cho So Hee, chú em muốn sắp xếp gặp mặt với chú em hờn dỗi Gu Jae. Một cuộc hẹn mà trước giờ chưa đạo diễn nào làm được cả, nhận được điện thoại, quản lý của Gu Jae lật đật ra ngoài. Bẽn lẽn nghe cuộc điện thoại, làm sao mà sắp xếp cuộc gặp mặt được, trong khi Gu Jae tính nóng như kem. Đấy đã đoán trước được rồi, Gu Jae nghe xong điên lên như chó đẻ, bắt chú em chim cút để mình sống yên ổn. Những tháng ngày nhàm chán của Jun Gu trôi qua, So Hee cũng chẳng thèm rep tin nhắn anh dù chỉ là một dấu chấm. Bất lực Jun Gu gọi điện cho em gái để hỏi So Hee em rể, nào có ngờ đứa em ruột thịt chửi với thằng anh tối ngày làm phiền anh xã của mình. Để cắt cái đuôi này So Hee đành nói ra cuộc hẹn với Gu Jae, không hề được chấp thuận. Tưởng hết hy vọng hóa ra thằng em rể này được việc ra phết, gửi luôn địa chỉ nhà Gu Jae cho Jun Gu tự xử. Nhìn vào số đuôi điện thoại, Jun Gu ngỡ ra chuyện hồi xưa, mà cái đuôi số y chang của thằng bạn cũ. Tiễn thằng nhỏ chim cút Gu Jae thở phào nhẹ nhõm. Theo địa chỉ Jun Gu tìm đến Gu Jae, thấy nhà đóng cửa kín mít, Jun Gu vào trong xe đánh một giấc. Tỉnh dậy, Jun Gu gõ cửa nhà Gu Jae, chú em bị đuổi như đuổi tà, nguyên một vựa muối lên đầu. Hát xong chén muối Gu Jae lải nhải chửi Jun Gu là thằng điên, thiểu năng. Quyết không đi Jun Gu vác ghế ra hành nghề ăn vạ tắm nắng cho nó đẹp da rẻ. Có vẻ như Jun Gu đã làm điều gì đó khiến Gu Jae không thể quên nổi. Ở bên ngoài con ký sinh trùng Jun Gu vẫn ca hát yêu đời hết phần thiên hạ. Tiếng động mà Jun Gu phát ra khiến Gu Jae không thể viết nổi một câu thoại. Bước ra từ trong nhà Gu Jae tỏ rõ thái độ, phát một đi đường quyền đá banh cái ghế. Nhưng có vẻ quả ghế này hàng Việt Nhật, Gu Jae đá xong cắn môi câm nín vì đau. Chú em xách dép cùng quả chân đau vào trong nhà, tiếp tục công cuộc gõ bàn phím. Riêng chú em Jun Gu là bày đủ trò, chuyển sang chế độ húp mì dụ dỗ Gu Jae. Cay méo khứa nào chịu nổi, Gu Jae gọi ngay ba anh cảnh sát cao to tới đuổi Jun Gu đi. Nào có ai hay, Jun Gu giả bộ hai người đang giận hờn để tống cổ mấy viên cảnh sát. Chuyện gia đình chút xíu mong các anh bỏ qua, 10 điểm diễn xuất thuộc về Jun Gu. Thời tới cản không kịp, Jun Gu giả bộ mắc tè xin xỏ Gu Jae, cho mình vào đi ké. Cái mống này đúng không thể chịu nổi mà. Xong xuôi Gu Jae túm cổ Jun Gu đuổi ra khỏi nhà. Thổ lộ tấm chân tình, Jun Gu hỏi Gu Jae lý do rời bỏ mình một cách bí mật. Không thèm báo cho Jun Gu một câu, Gu Jae bay hơi một cách thần kỳ, dù anh có xới tung mọi ngóc ngách cũng không thấy. Nói gì thì nói, Jun Gu vẫn tống Gu Jae ra ngoài, tiếp tục cuốn tiểu thuyết của mình. Trong cuốn tiểu thuyết của anh họ là một cặp nam nữ, đối mặt với thực tại họ lại khác bọt hơn. Sáng hôm sau cả hai chào đón bình minh vào lúc 12 giờ trưa. Gu Jae không thèm mở một lời với Jun Gu, cái con người gì đâu mà gắt gỏng méo ai chịu nổi. Tiếng xèo xèo khiến Gu Jae lên xe phi ra ngoài, Jun Gu vẫn tận hưởng mùi vị thịt nướng thơm ngon đến béo phì. Tìm ra được người cho Jun Gu địa chỉ nhà anh, Gu Jae trầm lặng không muốn quay về nhà chạm mặt với Jun Gu. Trong ánh mắt của anh, tình yêu mà anh dành cho Jun Gu còn nhiều lắm. Tiếng chuông điện thoại khiến Gu Jae câm nín. Ngồi nhai thịt nướng lai dai, Jun Gu đảo mắt như giang lạc chờ đợi Gu Jae trở về. Chú em lượn y như mấy thằng câu chó, hết hô hấp lại đớp tạm mì cho đã cái nư. Bên này Gu Jae đâu biết trong lúc anh đang đi lang thì Jun Gu mong ngóng tới mức nào. Trời bỗng đổ cơn mưa rào, Jun Gu vội vàng chui vào xe cho khỏi cảm. Sáng hôm sau Gu Jae trở về, tiếng ho của Jun Gu khiến anh sững lại, nhưng anh vẫn mở cửa như không có gì bước vào nhà. Quản lý gọi điện tới muốn dẹp loạn Jun Gu, mà Gu Jae lại lớn tiếng đáp chả không muốn anh ta bén mảng tới. Để xem tình hình của Jun Gu, Gu Jae bước lên xe test độ nóng của chú em. Ô mai chuối, theo tình hình nhận thấy thì Jun Gu sốt thật rồi, ấy thế mà Gu Jae lại được thêm chút ít ý tưởng để bồi vào cuốn tiểu thuyết của mình. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, Jae Gu tỉnh giấc tiến tới chỗ mà Jun Gu nằm ngủ. Thình lình chú em xuất hiện từ phía sau, hai người ngã dạp vào lòng nhau. Jae Gu bật ra như tôm, Jun Gu cảm ơn Jae Gu năn nỉ anh làm món canh giá đỗ cho mình. Mơ đi chú em là câu trả lời phát ra từ miệng Jun Gu, nhưng trong đầu anh lại văng vẳng kỷ niệm ngày xưa.
nấu canh giá đỗ cho chú em dưỡng bệnh, ngày đấy tình cảm bao nhiêu thì bây giờ lại nhạt nhòa bấy nhiêu. Đứng trầm ngâm, Jehu vẫn bắc nồi nấu canh xít đến tận mồm cho Jun-gu, được đà chú em xin thêm bát cơm. Chú em tính trả lại nồi niêu song chảo, mà Jehu lại ngỏ lời muốn được nói chuyện với Jun-gu. Jun-gu hỏi anh chàng sao lại thích sống đơn độc một mình, cộc cằn là vậy. Jehu cho rằng Jun-gu lắm chuyện. Chú em quản lý xuất hiện, cãi lý với Jun-gu, cho rằng anh là một con lươn, dám ăn trộm thông tin rình mò tới đây. Jun-gu cũng không phải dạng vừa, bá vai khoác cổ Jehu xác nhận muốn quan hệ bạn bè. Ngào ngán trước hai con người này, Jehu hất tay Jun-gu ra khỏi vai mình. Rượu ngấm sâu vào từng thớ thịt, Jehu can đảm đi ra muốn xác nhận một chuyện với Jun-gu, nhưng lại ngã nhào vào lòng chú em. Tỉnh dậy sau cơn mê sảng, Jehu thẳng tay đuổi hai người ra khỏi nhà mình. Hóa ra Jehu chỉ say một tí thôi, nhưng mà diễn hơi sâu nên không dám thức dậy. Ra đến bên ngoài, hai người đàn ông cao to đen hôi cãi cọ, cho rằng Jun-gu lợi dụng sự nổi tiếng. Đang tính phang nhau thì Jehu bước ra dẹp loạn. Nhà của chú em bỗng chốc đông đúc nhờ sự góp mặt của tổng biên tập và cô em gái của Jun-gu. Giai đoạn diễn xuất bắt đầu, cô em chửi rủa thằng anh không biết ngại, bén mảng tới nhà người ta ở như ký sinh trùng. Ồn ào quá mức, Jehu gọi anh em vào nói chuyện, cuối cùng thì Jehu cũng chấp nhận lời đề nghị hợp tác với Jun-gu. Thế là Jun-gu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị bước vào nhà của Jehu, chú em quản lý cũng bị đuổi đi để giữ không gian yên tĩnh cho hai người. Không được phép bén mảng vào nhà, Jun-gu phơi thân hình nõn nà ra dùng mỹ nam kế. Ngứa con mắt, Jehu cho phép Jun-gu vào nhà tắm rửa thơm tho, thân hình chảy nước miếng của Jun-gu khiến chú em phọt cả nước. Không có đồ để mặc nên Jun-gu xin Jehu cái áo ghẻ lẫn xà lòn để mặc tạm. Món quà của Jun-gu khiến anh nhớ đến cái hồi Niter đại học, bóp bụng thắt eo Jun-gu mua một chiếc áo hàng hiệu. Nào ngờ đến cuối buổi học, Jun-gu chẳng thèm đem về nhà mà để ngay dưới bàn. Ấy thế là Jehu thấy món quà mà Jun-gu mang đến, gai óc anh rợn lên, thật tẩm lợm mà. Tối đến trong lúc Jehu viết kịch bản, Jun-gu lượn lờ vào bên cạnh khiến chú em khó chịu bỏ đi. Khuôn mặt không cảm xúc của Jehu vẫn vậy, không thèm hé răng nửa lời với Jun-gu. Vẫn tiếp tục công cuộc lấy lòng Jehu, Jun-gu không việc nào là không đụng tay vào. Che ô pha cà phê, tưới cây Jun-gu đều dành chú em làm hết, nói đâu có sai nguyên xô nước hắt vào người Jun-gu. Đang bon mồm mà hết rượu để xúc miệng, Jehu sai vặt Jun-gu chạy một tiếng xe tìm loại rượu mà anh bồ kết. Tuân lệnh, chú em Jun-gu chạy lạch bạch đi tìm, từ quán này cho đến quán nọ. Lỗ mất một tiếng mới có rượu, Jehu giận dỗi không thèm uống. Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, Jun-gu tề ra nội trợ quét nhà rửa xe tới mức bóng loáng cả một vùng trời. Tăng động quá nên Jun-gu kêu đói, Jehu mặt lạnh tanh ngồi trong nhà thưởng thức món bò bít tết nhập khẩu từ Bắc Cực. Tóc vuốt vuốt kêu, Jun-gu gõ cửa cầu xin Jehu đi cùng mình một chuyến. Tới một nơi cảnh đẹp nên thơ, Jun-gu nhắc lại chuyện xưa, bên nhau nhưng gia đình lại ngăn cản. Không muốn ăn mày quá khứ, Jehu định bỏ đi, Jun-gu liền nhắc to mẹ của anh đã được chính anh giải cho trên chiếc hồ này. Và lúc Jehu biến mất cũng chính là ngày mà mẹ Jun-gu rời khỏi thế gian. Cuối cùng thì Jehu cũng đã chịu đồng cảm, về tới nhà chú em nấu ăn cho Jun-gu. Jehu xin lỗi vì đã không tới dự đám tang của mẹ Jun-gu, muốn tâm sự mỏng chút ít. Jehu đem chai rượu vang ra mời chú em thưởng thức cùng mình. Ngồi tám chuyện với nhau, Jun-gu bày tỏ, chú em thấy Jehu quá khác so với lúc xưa. Cuối cùng thì Jehu cũng đã phơi ra nụ cười công nghiệp của mình. Uống đến say sưa, Jun-gu lại giằng co với Jehu, mọi thứ trở nên nghiêm trọng khi Jun-gu làm đổ rượu lên áo Jehu. Lời xin lỗi của Jun-gu cũng đã hết hạn, sức chịu đựng cũng vậy, cũng chỉ vì ngày đó Jehu đi mà không nói một lời từ biệt. Thì ra Jun-gu có tìm lại áo mà Jehu tặng nhưng không thấy, chú em đã lừa lọc đem ra tiệm giặt trước mặt Jehu người nắm thóp, thao túng tâm lý y chang như Anna Bắc Giang. Cay cú sáng hôm sau, Jun-gu bỏ về, quyết định từ bỏ dự án với Jehu về làm diễn viên con heo. Cay lắm mà không làm thì tới cái nịt Jun-gu cũng không có nổi. Nhưng tối hôm đó công ty của Jehu gọi tới nói rằng, Jehu không thèm viết chuyện nữa, khiến ai nấy cũng nháo nhào cả lên. Đếm cừu suốt một đêm, cuối cùng Jun-gu cũng đã chịu gọi điện cho Jehu. Biết tin Jehu lại mất tích bí ẩn, Jun-gu phi thẳng xuống nhà anh xem tình hình. Không biết mật khẩu nhà Jehu nhưng bỗng nhiên anh nhớ tới cái lần còn bên nhau, Jehu hay đổi mật khẩu theo ngày tháng năm sinh. Thật là vi diệu, Jun-gu vào nhà chú em một cách dễ dàng, anh lục tung mọi thứ. Hết ải này lại tới ải khác, Jun-gu thể hiện kỹ năng hacker của mình. Mật khẩu lại là ngày đầu tiên hai người gặp nhau trên giảng đường đại học. Quả nhiên đúng thật, mà đúng lúc Jun-gu mở được lại là lúc Jehu trở về. Kèo này căng cực à nha. Phi lạch bạch vào nhà, Jehu vội vã gập luôn máy tính. Hú hồn một phen, Jun-gu hỏi Jehu cơm nước gì chưa. Nhớ tới cái hồi đại học, họ vui bao nhiêu thì bây giờ lại nhạt hơn cả nước cất. Cả hai ngồi lại, Jehu tâm sự vùng kín, anh không thể viết được hồi kết của câu chuyện. Còn Jun-gu thì lật mặt hơn cả bánh tráng, quay như trong chóng, anh không muốn làm diễn viên nữa. Thấy Jehu quá bí ý tưởng nên Jun-gu đưa chú em ra ngoài hô hấp quang hợp. Chỗ nào mà khiến văn chương Jehu lai láng là cả hai đi ngay tới viện bảo tàng.
hai người bị bác bảo vệ lùa như lùa gà, chạy lon ton trước khi bị túm cổ. Ấy thế mà hai người lại vui vẻ hơn, tò mò về phần kết Jungu rình mò chiếc láp của Jeju. Anh muốn được cùng Jeju hoàn thành phần kết một cách trọn vẹn. Cốt truyện y chang chuyện tình cảm của hai người, trong quá khứ vì lỡ mồm hôn Jungu cái mà Jeju bỏ đi. Thử hỏi ai mới là người ích kỷ, người ở lại họ chịu đựng đến nhường nào, tương tự như Jungu, lúc đó là lúc mẹ anh nguy kịch. Nước mắt Jeju rơi xuống chính anh cũng là người tìm kiếm Jungu vài ngày sau đó. Hiểu được nỗi lòng của nhau, Jungu cùng Jeju ngồi lại, nụ hôn ngọt đến tục đường huyết cũng đã được đôi bạn trao qua lại. Chuyện cũng đã hoàn thành Jeju giao cho Jungu, liệu câu chuyện này có được đạo diễn lớn chuyển thể thành phim hay không? Jeju đứng ngồi không yên thấp thỏm lo lắng, tiếng chuông vang lên Jeju vội lao ra. Chẳng phải Jungu mà là anh quản lý, chú em tới báo tác phẩm đã thành công. Hóa ra bên này Jungu vẫn đang vật lộn với giám đốc để tăng tiền nhuận bút cho Jeju. Đúng cái lúc Jungu tới nhà Jeju, cũng là lúc Jeju lên xe đi ra ngoài. Cái tính tò mò của Jungu méo khứa nào chịu nổi, mở láp của Jeju ra anh đọc hồi kết. Dưới tán cây to lớn, cả hai bên nhau đến đầu bạc răng rơi, thảnh thơi sống qua ngày. Cả hai đã cùng nhau dồn bao tâm huyết vào chuyện tình ngọt ngào này. Lập dàn cầu mưa mãi ông trời mới chịu đáp ứng ước nguyện, trong cơn mưa cả hai nắm tay phanh xích lô liên tọt. Còn đợi gì nữa, hay ném cho kênh quả like, bổ quả sẻ thêm cái comment để chờ đón những phần mặt mòi tiếp theo nào.